chào các bạn. Những ngày qua thì thông tin về việc mạng 4G sắp đổ bộ về Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết. Và các bạn biết được gì chưa? Viettel là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam tuyên bố sẽ cung cấp mạng 4G. Vậy thì không biết mọi người sẽ suy nghĩ thế nào về thông tin này nhỉ? Hãy cùng Thiên Minh tìm hiểu nhé. Em cũng được bạn bè rủ đi đổi sang sim 4G miễn phí nhưng mà cũng chưa biết là có nên đi hay không. Thế còn bạn thì còn sao? Em cũng đổi rồi, cũng thử dùng rồi đấy ạ. Nhanh phết. Em bảo nó đi đổi rồi nhưng mà nó bảo em là thôi cứ dùng trước để xem thế nào đã. Viettel triển khai xong thì có nhắn tin cho chú là ra đổi là miễn phí, thì chú đã ra đổi từ lâu, có lẽ chú là một trong những người đổi đầu tiên. Mình cũng biết là 4G thì rất nhanh, thế nhưng vì điện thoại của mình ấy thì chưa hỗ trợ 4G. Thời gian tới mình sẽ tìm hiểu thêm và sẽ có thể đổi điện thoại để dùng 4G. Mình cũng có chuyển đổi ra sim 4G và dùng thấy tốc độ ổn định hơn, cao hơn và bắt được nhiều khách hơn. Mình nói thật là mình chưa biết một cái gì. Nếu mà cháu nói là mạng 4G sẽ giúp chú có tốc độ mạng nhanh hơn và bắt được nhiều khách hơn thì chú có muốn đổi sang mạng 4G không ạ? Có chứ. Lại hay quá. 4G à? Cô biết chứ. Cháu cô làm ở Viettel là nó đã đổi sim cho cô rồi. Mà nghe nói hình như là nhanh hơn 3G đúng không? Cha, vậy là 4G đã không còn chút lạ lẫm gì nữa. Và thông tin về người dùng tại Việt Nam sắp sửa được chính thức sử dụng mạng 4G đã lan tỏa đến khắp mọi ngóc ngách rồi. Giờ thì hãy cùng xem những fan của 4G đang mong đợi điều gì ở sự đột phá về công nghệ này nhé. Rẻ hơn một chút so với cả sim 3G thì sinh viên bọn em sẽ đăng ký nhiều hơn ạ. Giá của 4G nó sẽ hợp lý hơn, nó cũng rơi vào tầm ngang 3G hoặc là có thể là đắt hơn một tí. Em thì từng đi du lịch Hàn Quốc ấy ạ, thấy mạng ở đấy rất là thích mà lại còn rẻ nữa, thế nên em cũng muốn mạng ở Việt Nam nó được như thế ạ. Mình mong muốn mạng 4G sẽ ổn định hơn, giá cả rẻ hơn để chi phí để dùng cho mọi người dễ dàng hơn. Thì bây giờ mình sử dụng thì mình cũng mong muốn là nó càng nhanh càng tốt, điện thoại mà nó sử dụng mà nó nhanh thì hay quá. Tôi hy vọng là mạng 4G sẽ được đúng như lời hứa của nhà mạng, tức là tốc độ nhanh hơn 7 đến 10 lần so với 3G. Những ngày vừa qua thì có rất nhiều khách hàng đến cửa hàng để nhận và đổi sim 4G. Khách hàng cảm thấy rất là thích thú và bản thân mình cũng cảm thấy hào hứng khi mà đổi sim 4G cho khách hàng. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được trải nghiệm chính thức 4G rồi. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ Thiên Minh đang cảm thấy vô cùng háo hức. Nếu như các bạn vẫn chưa thực hiện chuyển đổi sim 4G, hãy đến với cửa hàng Viettel gần nhất và thực hiện chuyển đổi sim nhé. Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của các bạn về sim 4G bằng cách comment ở dưới clip này. Còn bây giờ, xin chào!